tôi, hoa kia đẹp đẽ vừa bao, sắc màu tươi thắm như nào hoa, ngôn lời dệt gấm chiêu chiêu, không hành chỉ nói là vừa bỏ đi. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Minh Đức. Dạ, cảm ơn chị Đăng Đông đã bớt bài. Xin gửi mất lại cho chị Trần Phụng ạ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ yêu quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú số 51. Dạ, con cảm ơn cô Rạng Đông đốt bài. Yết tha bi ru chi rằng ức phạn văn na văn tăng a gan tha cành e văn sa thu dạ e văn su tha si ta va cha a pha la ho ti a cấp ba to yết tha bi ru chi rằng ức phạn văn na văn tăng a gan tha cành e văn Sufa Sita Vajja Afala Hoti Akapato. Như bông hoa tươi đẹp có sắc, nhưng không hương cũng vậy, lời khéo nói không làm không kết quả. Dạ, đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Và tha bi rô chỉ rằng bất thắng văn na văn tăng a gan tha căng e văn su pha si ta va cha a pha la ho ti a khúc ba tô và tha bi rô chỉ rằng bất thắng văn na văn tăng a gan tha căn e văn su ta si ta va cha a pha la ho ti a cấp ba tô hoa kia đẹp để giường bao sắc màu tươi thắm nhưng nào có hương ngôn lời dệt gấm thiêu chương không hành chỉ nói là đường bỏ đi. Dạ, đây là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc nhà kệ xong. Dạ, con xin dâng mic lại cha. Dạ, con kính mời cô tu nữ tự duyên ạ. Dạ, con xin dâng mic lại cho cô. Dạ, sa thú sư thú lành thay. Cảm ơn Trần Phụng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Cử Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 51. Giá thà bi ru chi rằng bất phần quan nắp quan tầng ác gan thắt căng e quan xuất pha xích ta hòa trà ác pha là hồ tị ác cấp cấp bát tổ và tha bi ru chỉ răng bấp phăng thành na quan tăng gan tha căng e quăng su pha si ta cha a pha la ô ti a cúp ba tô ya tha bi ru chi răng búp phăng quan na quan tăng gan tha căng e quăng su pha si ta wa cha
tươi đẹp, có sắc nhưng không hương. Cũng vậy người lời khéo nói, không làm không kết quả. Vở thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giá thà bí rú chi răng bốc văn hoàn nắp hoàn tăng á gàn tắc căng. Ê quăng xúc pha xí ta. Hoa cha hồ á bắc. Hoa kia đẹp đẽ giường bao. Sắc màu tươi thắm nhưng nào có hương. Ngôn lời dệt gấm thiêu chương. Không hành chỉ nít là phường bỏ đi. Dạ, bây giờ tự nhiên đã thấy tín hiệu của chị Lạc Lê. Dạ, kính mời chị. Năm tầng bất khắc ma cần e quăng su pha và nam mô bồ tát giá nam mô tham ma giá nam mô sằng khà giá và chị Lạc Lê ơi, em nghe tiếng được tiếng không, thành ra em xin kể rồi chị ổn định truyền thiền rồi chị kể tiếp nha. Dạ, con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu số 51. Giá tha phí rú chí răng phút văn quan ná quan tăng á gan thá căng ê quang su pa si ta hoa á pa la hồ tí á cút bá tô gia tha pí rú chí răng phút băng quan ná quá tăng quan ná quan tăng á gan thá căng ê quan su ba si ta qua cha á pá la hồ tí á cút bá tô gia tha pí rú chí răng phút băng quan ná quan tăng á gan thá căng ê quan su pa si ta wa cha á pa la hồ tí á cú cút pa tô như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương. Cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hoa kia đẹp đẽ giường bao,
sắc màu tươi thắm nhưng nào có hương, ngôn lời dệt gấm thiêu chương, không hành chỉ nói là phường bỏ đi, bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Giọng dân đã ôn bài xong, mến mời Quỳnh Phát Tha Ná Xích Nhật Quỳnh nha. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn, cảm ơn. Nam mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tân đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tỳ viên Xích Đàng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính mời bằng tay cô Ái Minh. Còn vị nào chưa đưa tay, xin mời bằng tay. Dạ, mời Tâm Phương thử đưa tay lần nữa đi Tâm Phương. Hôm nay thấy Tâm Phương vất vả quá. Dạ, chạy ta chạy vô hoài. Dạ, mời Tâm Phương nha. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ, internet bị niên quá dở chị. Dạ. Giá thà bí rú chi rằng bực phần hoành na hoàng tầng a gành tha cần e hoàng su phà si tà hòa trà a pa là hồ tí a khúc ba tồ như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương. Cũng vậy, lời khéo nói, không làm, không kết quả. Dạ, đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hoa kia, đẹp đẽ giường bao, sắc màu tươi thắm, nhưng nào có hương. Ngôn lời, diệt gấm theo chương, không hành, chỉ nói là phường bỏ đi. Dạ, đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, tha bi ru chi răng bụp phăng quanh na quanh tăng à gánh tha căng à văn su pha si ta qua cha a pa la ho ti a ku pa to. Dạ tha bi ru vi dăng phum phăng qua na quanh tăng a gắn tha căng văn su pha si ta qua cha a pa la ho ti a ku pa to. Chắc là cũng đã xong rồi. Dạ mời chị và Nhật Quỳnh, sáng niên bị trục trặc quá. Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cái Tâm Phương trục trặc nhưng mà cuối cùng vẫn nghe tốt phải không quý vị? Dạ, dạ cô Ái Minh ơi, có nghe cầm mic không cô? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Dạ, cảm ơn Trần Đông, cảm ơn Quang Nguyệt. Dạ, kính mời cô. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mờ Giá, Nam mô Sân Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ân Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý Tu Nữ. Kính chào quý anh chị. Hôm nay mạng có chị thì nghe được, có chị thì nghe chẳng có được cái gì hết trơn. Em cũng biết mạng của em nó như thế nào nữa. Thôi tranh thủ hết 7 giờ rồi. Xin phép trả bài câu pháp cú số 51. Gia thà bi ru chi rằng bức phần quanh ná quanh tầng a gành tha cần e quang su pha si tà hoa cha a pha la hồ ti a cúp ba tô. Gia thà bi chư chi rằng bức phần quanh ná quanh tầng a gành tha cần e quang su pha si tà hoa cha a pha la hồ ti a cúp ba tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu.
cha tha bi chú chi răng bước phần quanh na quanh tăng a gành tha cần e quan su pha si ta qua cha a pha la hô ti a cúp ba tô. Hai kia đẹp đẽ dường bao sắc màu tươi thấm nhưng nào có hương, ngôn lời dịch gấm theo chương không hành, không hành chỉ nói là phường bỏ đi phổ thơ của hai tượng dưới đất và kính dân nhất lời đào tràng ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô Ái Minh. Nam mô Bích Tha giá, dạ con thành kính đảnh lễ thường tòa tại nguyện vừa quan lâm vào đạo tràng, con cũng thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng, nhật quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhật quỳnh kính chào đạo tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ đức đã từ bi tiên phong ôn bài pháp quốc kinh số 51. Dạ cảm ơn nguyện tịnh, cảm ơn cảm động, cảm ơn sự phan nguyệt cho nhật quỳnh biết được tín hiệu. Dạ nhật quỳnh kính cảm ơn cô Ái Minh, xích tâm phương cô tu nữ tỷ viên, xích trần phụng, xích trần đạo thiên na và rạng đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ bây giờ thì đạo tràng chúng ta đã được thượng tọa tỷ viên quan lâm rồi, nhật quỳnh kính mời quý vị cùng với nhật quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng được thượng tọa tuệ viên giảng dạy bài học ngày hôm nay cao cấp quốc kinh số 52. Nhà Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá, Nam mô Ta Sa Pa Ga To Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Pa Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Pa Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là Nhơn Kiều Trận Như, được niệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 52. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được yên vui tiến hóa. Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn Sẵn Đông đã cho bài học. Dạ, bây giờ sư có nghe được âm thanh con không? Bạch sư, sư cho con xin một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, sa thủ lành thai, con kính dâng bích đến sư.
Dạ, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền cầm mít ra, chúng con chưa được nghe âm thanh của sư à. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con tri ân sư. Dạ, một lần nữa chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền cầm mít ra. Con kính dâng mít đến sư à. Nam mô Bụt Thầy, hãy quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin cáo lỗi, vừa cầm mic lên thì có người gõ cửa bên ngoài. Cho nên thôi chúng tôi chạy ra cho nó chắc. Khi rõ ai gõ ầm ầm nữa thì nó cũng phiền. Dạ, xin quý vị cáo lỗi. Dạ, chúng tôi xin bắt đầu vào kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh và Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý vị cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang sama sambutho phakawa hukang phakawantang apiwadi miswakato phakawata thammo thammang namasa misupatipano phakawato sarukasangko sanghang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quý đức Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng với chúng nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, à, bây giờ chúng tôi sẽ thích nghĩa và sẽ giảng câu pháp cú luôn. Thì đây là Yattha Bi Rú Chinh Rú Chì Răng Búc Phăng Quanh Na Quanh Tăng Sơ Găng Tha Căng Ê Quăng Su Pha Sì Ta Qua Cha Sá Phà La Hô Tí Sắc Cúc Bà Tô. Cũng giống như cái bông hoa nó xinh đẹp, có sắc lại có hương, tương tự như vậy lời khéo nói của người có thực hành thì có kết quả. Ở đây chúng ta sẽ phân tích ra Yattha Bi Rú Chì Răng Búc Phăng. Đây chính là cái gì? Kính thưa quý vị, như cái từ hồi trước mình, cái bài trước chúng ta thấy Yattha là ví như, đây là một trạng từ. Cũng vậy, ví như, cũng giống như, đó đó, này, cũng vậy đó. Rú chí răng đây là một cái tích tỉnh từ, từ cái chữ rú chí rá. Nó có nghĩa là xinh đẹp, tươi đẹp hay là dễ mến. Búc phá là một danh từ trung tánh. Ngữ A tức là phá là bông hoa đó. Dạ, quanh nó quanh tăng đây là một cụm tỉnh từ, cũng là trung tánh. Nó lên cái màu sắc nó sặc sỡ hay là nó đậm đà, nó đẹp. Cái chữ quanh á, từ cái chữ quanh á là màu sắc và cộng với tiếp vị ngữ anh tú, quanh tú nó nghĩa là chỉ cho sở hữu. Thì ở đây tức là một bông hoa, cũng giống như một bông hoa nó xinh đẹp, và câu tiếp nữa tức là sơ ganh thất căng. Sơ ganh thất căng đây chính là một từ từ cái chữ xá, tiếp đầu ngữ xá cộng với ganh thất cát, có nghĩa rằng nó như là một danh động từ có mùi hương, là một danh tỉnh từ. Nó nghĩa là một
có cái mùi hương. Mà chữ chữ ganh thá đó chính là danh từ nam tính, có nghĩa là mùi hương, cộng với tiếp biên ngữ cá, có nghĩa xin lỗi, tiếp biên ngữ cá chỉ tới cái sự sở hữu, có nghĩa là cái mùi hương. Thì ở đây chúng ta được cái câu tức là cái gì, cũng giống như bông hoa xinh đẹp có sắc lại có hương. Dạ. Rồi ê quăng, câu tiếp tục, ê quăng xa xì ta. Khi chúng ta biết chữ ê quăng nằm bất cứ chỗ nào, có nghĩa là như vậy hay là cũng vậy, mà chúng ta trong cái thường thường các cái kinh văn ê quăng mê xúc tăng, như vậy hay là như vậy, tôi tức là nghe A Nan là được nghe. Đây là một trạng từ, trạng từ ê quăng, ê quá, ê quăng. Supha-si-tá, supha-si-tá đây là chúng ta biết là một từ cái chữ số cộng với động từ, động từ pha, động từ pha cộng với ý tá. Đây là một quá khứ phân từ, có nghĩa là lời đã được nói, lời đã được nói, mà có nghĩa là xú thì là chắc chắn là khéo nói, lời đã được khéo nói ha. Thì như vậy lời khéo nói, cái chữ qua cha đây là danh từ nữ tính, có nghĩa là lời nói. Mà nó cũng từ cái chữ căn, căn quát à, cái căn nó là căn quát. Còn xá phá la là từ cái chữ xá cộng với phá lá. Nhớ nha, chữ xá cộng với phá lá. Có nghĩa rằng với cái kết quả, hay là như cái một kết quả vậy đó. Và tiếp đầu ngữ xá có là xá há sát thinh, có nghĩa là với, cùng với, mà chúng ta gặp chữ sát thinh cũng như vậy. Ở đây cái chữ xá, xá há, xá thôi cũng có là đủ rồi. Cái chữ phá lá đây có nghĩa là quả hay là kết quả, cái chữ xá. Mà cái chữ xá phá lá có nghĩa là với cái kết quả, dạ nó như vậy đó. Hô tí đây là một một căn động từ hô cộng với á cộng với tí, đây là một tha động từ, có nghĩa là có trở thành, nó như động từ to be của tiếng Anh vậy đó. Động từ hô tí, dạ hô tí, nó là một cái động từ mà có nghĩa là thì nó trở thành. Sakuppato Sakuppato có nghĩa là từ cái các từ cái chữ xá cộng với cuppantá, đây là một hiện tại phân từ anh tá, anh tá. Khi mà đọc cái chữ gặp chữ anh tá là chúng ta biết nó thuộc hiện tại phân từ, có nghĩa rằng là người có cái sự hành, người có cái sự thực hành. Ê quăng xúc pha si ta qua cha sắp phà la hồ tí sắc cúp bà tô. Cũng như vậy, lời khéo nói của người có thực hành thì có kết quả. Và tiếp theo cái từ xin lỗi, cái từ mà Sakuppato nghĩa là từ cái chữ xá là cùng với, nãy chúng tôi nói cuppantá có nghĩa là đang làm hay là trong khi làm, đó là hiện tại phân từ nãy chúng tôi nói đó. Thì đây chính là cái ý nghĩa của cái thích nghĩa của câu pháp cú số 52. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói có lạc có kết quả.
Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu và phẫu thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Hoa kia đẹp đẽ dường bao, sắc nào đã thấm lại ngào ngạt hương. Ngôn lời trong sáng như gương, nói làm là một văn chương giám bì. Đó của Hòa Thượng Giới Đức. Thì kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng câu phúc cú này rất là hay. Bởi vì khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên Tịnh Xá, nói đến đề cập đến thiện nam gọi là Chát Tát Bà Ní, mà tạo âm là tản thủ đó. Thì vào thời ấy thì có một vị cận sự nam tên là Chát Bà Ní Tắc A Na Hàm thông suốt tam tạng. Thì một buổi sáng nọ, sau khi thọ bát quan trai giới, ông ấy đến hầu cận Thế Tôn. Là một bậc thánh thinh văn A Na Hàm thì còn nói gì đến cái chuyện giới bát quan nữa. Dạ. Thì các vị ấy luôn luôn giữ tròn cái phẩm hạnh của mình, như là cái giới không ăn sái giờ, không có múa hát đờn kèn, không trang điểm vật thơm vật hoa vân vân. Thì do đó Phật ngài dạy thì và vì ấy giữ tròn cái phẩm hạnh của mình là do đó, do có cái câu Phật ngôn lúc thì thấu đại dương, dầu cho người, dù có người làm thợ chén hay làm thợ đồ gốm, nếu như một ngày họ chỉ một ngày ăn một bữa và giữ phẩm hạnh tròn, thì cũng như bậc có giới đức, có thiện pháp, ví như bậc A Na Hàm luôn luôn ăn một ngày một bữa và giữ tròn phẩm hạnh như vậy. Tuy nhiên cận sư nam Chát Tát Bà Ní cũng theo theo lệ thọ trì bát quan trai giới rồi đến đảnh lễ Đức Phật, và ngài ngồi xuống một bên và nghe ngài thuyết pháp. Thì lúc bấy giờ thì vua Pasenadi nước Cô Sa Lá cũng ngự đến cùng với lúc Đức Thế Tôn. Thế quốc vương đến, ông cận sư nam nghĩ thầm, ta có nên đứng dậy hay không? Ông xét thấy rằng ta đang ngồi chầu một vị hoàng đế, mà đứng lên chào một vị vua như chư hầu thì không phải phép. Dù cho đức vua có thấy ta không đứng dậy tiếp rước, mà giận dữ ta cũng đành để cho quốc vương giận thôi, chứ ta không thể đứng dậy. Quả nhiên nếu thấy các vua mà không đứng dậy thì không có sự tôn trọng với đức vua. Hơn nữa thì đức bổn sư thì như thế nào? Cho nên vì vậy vị ấy nhất định không đứng. Thế rồi cận sự nam ngồi yên như cũ. Thì kính thưa quý vị, các bậc hiền trí không bao giờ giận cái người mà đang ngồi gần cái vị cao quý hơn mình khi người này thấy mình mà không đứng dậy. Nhưng quốc vương thấy cái ông Chát Tát Bà Ní này không đứng dậy chào mình, nên tiếp mình thì lại bất bình. Đã lễ Đức Phật rồi ngồi nép một bên. Và Đức Phật ngài biết Đức Vua đang giận, bèn đề cao ông thiện nam. Tâu đại vương, cận sự nam Chát Tát Bà Ní này là bậc hiền giả, là bậc lịch sự, là bậc thông suốt tâm tạng pháp bảo, hiểu rành các điều hữu ích và vô ích. Quốc vương nghe Thế Tôn á nói như vậy ca ngợi cận sư nam với những ân đức thù diệu, mới nguôi vận và pháp tâm, và cái tâm trở nên hoan hỷ. Và một hôm quốc vương đã sau khi đã ăn xong, đang đứng bên trên lầu cao trong cung đình, trông thấy thiền nam Chát Tát Bà Ní tay cầm cái dù, chân mang dép tiến lên sân thượng, bèn cho quân hầu gọi vào đền. Ông bỏ dù cởi dép đến gần bên đảnh lễ quốc vương, rồi đứng nép vào một bên. Quốc vương phán hỏi, này khanh cần sự nam, sao khanh lại bỏ dù cởi dép như vậy? Tốt bệ, bệ hạ, vì nghe có lệnh của bệ hạ mời đến, nên thần dân phải bỏ cởi dù dép mà vào hầu bệ hạ. Chắc hôm nay khanh mới nhận biết trẫm là quốc vương à? Tâu bệ hạ, thần dân chúng tôi lúc nào cũng nhận biết bệ hạ là quốc vương mà, luôn luôn là như thế. Nếu như thế, tại sao hôm nọ khanh ngồi bên Đức Thế Tôn thấy trẫm đến, sao không đứng dậy? Tâu đại vương, như người đang ngồi chầu vua hoàng đế mà trông thấy các vua chư hầu đến, nếu thần dân đứng dậy thì lúc ấy tỏ ra bất kính.
Thật ra bất kính thì cũng như thế, thần dân đứng gần Đức Bổn Sư, như vậy thì thần dân vì để tỏ lòng tôn kính Đức Bổn, Đức Bổn Sư, cho nên thần dân không thể đứng dậy được. Thì Khanh nói vậy cũng nghe cũng được, cảm nghe lời Khanh. Nghe nói là Khanh hiểu rằng các cái sự lợi và bất lợi trong kiếp hiện tại và cũng như kiếp vị lai và thông suốt tam tạng. Vậy khay vậy vậy Khanh hãy thuyết pháp ngay trong trong cung đình cho trẫm nghe. Và thưa tâu bệ hạ, không được. Vì lý do nào? Tâu bệ hạ chốn cung đình là thâm nghiêm trang trọng, có nhiều nghi thức phiền phức, thần dân không dám phạm thượng. Khanh chớ có nói như thế. Bữa hôm trước Khanh trong thế trẫm còn đứng dậy chào, bây giờ còn e ngại gì? Đứng thế trẫm mà không đứng dậy chào, bây giờ còn e ngại gì? Tâu bệ hạ là người cư sĩ mà quá mà vượt quá cái phận sự của mình, đảm nhiệm là phận sự của tăng thì mang lỗi. Xin bệ hạ cho triệu thỉnh một bậc xuất gia vào đây thuyết pháp. Quốc vương phán lành thay, thôi đi, thôi Khanh đi đi. Hãy cho phép cận năm đi rồi quốc vương ngự đến tiếp kiến Đức Phật và yêu cầu bạch ngài hoàng hậu Mallika và hoàng hậu Sapphatiya Wasapphatiya ngỏ lời muốn tôn nhường các cái bài pháp. Xin thỉnh ngài cùng 500 tỳ kheo thường nhật vào hoàng cung để thuyết giảng cho họ nghe. Tâu đức vua, chư Phật không bao giờ đến mãi một cái nơi nào. Bạch ngài, vậy xin ngài phái một tỳ kheo khác đến cũng được. Để Đức Phật bèn truyền trao cái trọng trách cho ngài Ananda, để Đức hàng ngày vào hoàng cung để giảng dạy kinh đến cho hai hoàng hậu. Trong hai bà thì bà Mallika đó thì chăm chỉ học tập và thuộc lòng các cái kinh tụng bài kinh, còn Wasapphatiya là cái lại không chăm chỉ học tập, cho nên không thể thuộc lòng được các cái kinh tụng. Thì một hôm Đức Bổn Sư ngài mới hỏi Anan, này Anan, hai tín nữ ấy có ôn nhuần kinh pháp hay không? Bạch ngài, có người nào người vậy thì họ chăm chỉ như thế nào? Bạch ngài, hoàng hậu Mallika thì chăm chỉ học tập nên có thể thâm nhập được các kinh tụng một cách thuần thục, còn bà quyến thuộc của ngài của ngài thì không chăm chỉ học tập nên không thể nhập được kinh tụng một cách mỹ mãn. Nghe đề Đức Ananda trình bày như vậy, Đức Phật là cái kết luận này: Anan, pháp của ta giảng cho kẻ nào không nghe, không học, không tập, không thuyết thì không được kết quả. Ví như hoa hữu sắc vô hương, còn kẻ nào ráng nghe, ráng học, ráng học tập, ráng thuyết thì sẽ hái nhiều kết quả, hưởng được nhiều phước báo to lớn. Nói rồi Đức Phật ngài ngâm lên cái bài kệ: Yathabiru chirang bhupang vanna vantam agantha kam he vang sofa sita vaca apalahu akupato. Như hoa sắc đẹp có thừa, mùi thơm chẳng có, thì chưa quý gì lời lành thuyết để mà chi. Nếu không cố gắng thực hành, nếu không cố gắng thực thi việc hành, như hoa tươi tốt cành, sắc hương tươi thắm đượm, sắc hương thắm đượm lịch thanh đủ mùi, lời lành nếu đã thuyết rồi, làm lành kết quả an vui thấy liền. Thì kính thưa quý vị, đó chính là cái lời khẳng định của Đức Phật. Thì chúng ta thấy ở trong cái bài kệ này, như cái lời thích nghĩa rú chi răng, có nghĩa là cái sự sáng sủa, cái sự tươi đẹp, cái hoa mà được tươi chỉ là hoa đẹp. Quanh tăng có đầy đủ màu sắc, có đầy đủ hoa, có đầy đủ màu sắc. Nếu người nào cắm hoa thì mới biết được cái hoa, cái màu sắc nó như thế nào, nó ra sao.
Và trong cái sự giảng thuyết ý nghĩa đó, chúng tôi đặc biệt nói chú được nghe cái chỗ mặt ánh canh thật căng. Là không có hương thơm như nhiều cái loại hoa ở núi rừng, từ cái hoa lại hoa sứ hay hoa mẫu đơn, những cái hoa nó thơm lắm. Tại sao mà Đức Phật Ngài nói rằng như hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương? Cái câu Pháp Cú đầu 51 á, thì như chúng ta thấy, nếu câu Pháp Cú lật lại câu Pháp Cú số 51 thì chúng ta mới thấy cái ý nghĩa của cái duyên sự này nó phải có một cái sự liên thông. Sở dĩ chúng ta nói liên thông là như thế nào? Đây, như bông hoa tươi đẹp có sắc mà không hương cũng bị lời khéo nói không làm không kết quả. Và câu dưới, như bông hoa tươi đẹp có sắc lại có hương, có kia có sắc mà không hương, ở đây có sắc lại có hương cũng vậy, lời khéo nói có làm có kết quả, cái kia là không làm không kết quả. Ở đây có nghĩa là ở trong cuộc đời này, cái chữ mà ê quăng xúc pha si ta qua cha có nghĩa là lời lành, ở đây có nghĩa là nói đến tam tạng pháp bảo, nó như là một loài hoa đẹp. Những cái người thực hành thì nó mới tỏa hương được. Cũng vậy, cái loại hoa mà không có hương á thì đeo vào người thì nó không có tỏa hương được. Nếu như cái loại hoa có hương, ở đây có nghĩa là hương hoa của giới đất, các quý vị tôi nhớ như vậy. Cái chỗ mà Agantha căn thì là không có, mà Agantha căn có nghĩa là có cái hương. Hồi nãy mà chúng tôi thích nghĩa cho quý vị rồi đó nha. Thì ở đây nếu như mà có hương hoa đó, hoa mà có hương, hương thơm á, tức là chúng ta hiểu biết là một phần, chúng ta phải có cái ý niệm tu tập mới là cái phần thứ hai. Ở đây nói đến một người học hiểu đúng, chứ không phải chúng ta tự động chúng ta nhảy vô thì chúng ta rồi chúng ta tu, chúng ta nói chúng ta tu như vậy, chúng ta dầu nó nói nhiều kinh điển nhưng dễ vô công hành cũng vô phần sa môn hạnh, dầu nó ít hiểu ít nhưng hiểu được một câu coi như là cũng coi như là cái gì, dầu đọc học nhiều trăm kinh điển nhưng không học á, thì cũng như là hay hoặc là một người thiền có thiền thì có trí tuệ. Thế nào là có thiền, thế nào là có trí tuệ? Không phải chúng ta vô ngồi thiền thì chúng ta có thiền, chúng ta vô ngồi tu tứ niệm xứ thì chúng ta có cái chánh niệm tỉnh giác. Cái điều này phải cẩn thận, chúng ta nhớ như vậy. Một cái sự thực nghiệm nó có nhiều cách thực hành, không phải là chúng ta ngồi chúng ta thực nghiệm chúng ta thực đó mới là cái chúng ta tu. Mà quý vị hằng luôn luôn quán tưởng, hằng luôn luôn thực nghiệm, đó chính là chúng ta hiểu biết được. Chẳng hạn như nó cái vô thường, bây giờ chứng nghiệm cái vô thường như thế nào? Cái sự tu tập của đề mục thiền quán tứ niệm xứ, mục đích để làm gì? Mục đích tu tập thiền tứ niệm xứ để làm gì quý vị? Ai cũng nói là tu tập tứ niệm xứ tức là để chấm dứt sinh tử khổ đau, đúng không? Đúng. Nhưng điều mà thích nhất tu tập tứ niệm xứ cần cái gì? Cần phải có chánh niệm tỉnh giác. Để cái gì? Để thấy được cái sự sanh sự diệt của danh, của sắc pháp, của danh pháp và sắc pháp. Khi thấy được cái sanh cái diệt, thấy được cái sự vô thường của hơi thở, của thọ, của tưởng, của thân, của thọ, của tâm và của pháp, nó là vô thường. À, cái đó
đó, cái đó mới là một vấn đề rất là lớn. Thì thấy chính vì cái sự sanh diệt này nó mới cái vô thường, cái gì vô thường cái đó khổ não, cái gì khổ não cái đó mới là không thật hữu là của ta. Thì như thế thì chúng ta đã thực nghiệm được sự thật. Các cái sự thực hành pháp nó xuyên qua đi đứng nằm ngồi hay từ trong tâm của chúng ta. Chúng ta biết tu từ trong tâm của chúng ta, chúng ta biết sắp xếp việc làm nó ngăn nắp, cái nào trước cái nào sau, cái nào nên cái nào không nên. Cái chuyện tu là như vậy đó quý vị. Cái chuyện không phải là một chuyện thí dụ như là mà chúng ta thấy cái điều đặc biệt như là một vị cận sự nam đó, cận sự nam này không đứng dậy để chào đức vua. Cái thiện nam Chattapani này không chào đức vua. Đức vua cảm thấy bực bội, nhưng ông ta biết rằng đức vua là một người cũng có niềm tin. Đế Phật sẽ nói, mà chính Phật ngày nói ngày dạy cho đức vua. Bởi một vị mà chứng Tư Đà Hàm, xin lỗi A-na Hàm, thì thánh tứ quả A-na Hàm, tam quả A-na Hàm, tam quả là bậc A-na Hàm, thì vị ấy không còn sân hận. Cái tham của vị đó còn, cái sân là diệt trừ hẳn rồi. Còn cái tham đó nó chỉ là còn, nhưng điều đó rất là yếu, một chút lai. Cái tham của vị đó nó rất nhẹ nhàng, chứ không phải là cái tham như là cái tham sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay là ái dục ái sắc ái vô sắc như chúng ta đâu có đâu. Cái tâm của vị đó nó ly dục rất là tốt đẹp, như là một vị chứng đắc được tứ thiền. Cái sự ly dục nó như vậy đó, nó trong suốt như vậy đó, chứ không phải là chúng ta nhớ như điều nó còn một chút xíu gì đó. Cho nên vì vậy vì ấy có thể chưa hoàn toàn. Cho nên khi biết được là một bậc cao cả lớn hơn đức vua nhiều về cái ân đức và về cái phước báo và cái phẩm hạnh, cho nên ông ta không có đứng dậy chào vua, thì đức vua hơi bực. Cũng như chúng ta biết ngày hôm nay á, là chúng ta vậy, chứ phải nói là thật sự ngày xưa đó, cái đó nó như là một cái vị vua, nó như là một vị chúa tể, một vị thiên, một vị coi như hoàng thân, không xin lỗi, một vị hoàng đế mà. Những điều mà ông ta thấy đức Phật nó lại cao cả hơn, cho nên không có đứng, không có sợ. Rồi một lúc sau thì khi không còn đức Phật á, thì đức vua mới kêu mới nổi. Cái thời điểm này chúng ta cũng lưu ý, ông ta biết rằng nếu như với một cái hình thức của cư sĩ sẽ truyền trao ở trong cung, nó không có được ổn định bằng một cái pháp tướng của vị sa môn, cho nên ông ta tránh né, không thể nói ra. Thì chúng ta thấy đó có một vị bậc tu hành, một vị tu á, bây giờ cái bà Manika đó thì bà chăm chỉ học, ngược lại cũng là một cái bậc hậu khác lại không chịu học, lại không có chịu nghe kinh văn và để học, tức là hoàng hậu qua sa phát khắc tí giá, qua sa phát khắc tí giá này không có chăm chỉ, không có chú tâm, cũng không có có học được tốt. Thì những người này đẹp, những người này tốt, nhưng lại không có, cái bà này bà tốt và hoàng hậu này bà tốt, nhưng điều mà lại mà không có cái bà đẹp, nhưng điều mà không có cái tâm. Cũng vậy, kính thưa quý vị, cái sắc tướng hình tướng bên ngoài nó là chuyện bình thường, nhưng cái đầu, nhưng á, cái đức hạnh, cái đức độ của con người nó là một chuyện khác. Không phải giàu, không phải đẹp là chiến thắng tất cả, mà là cái đức độ, cái giới hạnh của con người, mà chúng ta gọi là cái tư cách của con người, thì nó lại khác hơn.
Nếu như con người xã hội giàu có mà không có tư cách, không có một cái đức độ, không có phẩm hạnh, thì con người đó cũng không được người ta thương mến. Nếu như chúng ta giàu có, chúng ta khôn, chúng ta thông minh, mẫn tuệ, mẫn đời, mà chúng ta biết nhẹ nhàng, chúng ta biết khiêm cung, chúng ta tạm gọi như vậy, thì chắc chắn được tốt đẹp. Ở trong cuộc đời này á, nói và làm đây là một điều mà dạy cho chúng ta trong đời sống nhật. Nếu như chúng ta không có một cái sự chuyên tâm thực hành, chúng ta mãi mê chạy theo cái lòng tham của mình, cái sự suy nghĩ của mình, thì chắc chắn rằng chúng ta đau khổ rất là lâu dài. Ai cũng muốn mình được tốt đẹp, ai cũng muốn mình được hay, được giỏi, được tốt đẹp. Nhưng có ai biết được rằng cố gắng làm sao cho mình bất tham ái, thiểu dục một chút xíu thì nó đỡ. Đi đường dài trong cuộc thế trần này, nếu như chúng ta không có một cái sự suy tư một cách tốt đẹp thì cái thương sẽ rất là uổng tiếc. Chúng ta biết quý trọng cái thời gian của kiếp sống này, chúng ta biết quý trọng cái việc mà học Phật Pháp này. Đây chính là hành trang của tất cả chúng ta ở hiện kiếp này cũng như ở kiếp lai sinh. Chúng tôi thường nói, khi cái người mà học hiểu được Phật Pháp, người đó có một vốn kiến thức, có một vốn sống rất là mạnh mẽ. Khi chúng ta gặp những cái sự mất mát, những cái sự đau thương, những cái sự bất tội nguyện đó, nó không như ý của mình đó, thì mình không có phải đưa đến một kết quả đau khổ, mà mình rất là bình tĩnh để suy xét, bình tĩnh để đối phó, bình tĩnh để nhìn thấy những sự đời, bình để nhìn thấy chắc chắn phải là như thế. Một người nếu như là một người Phật tử, khi những gì trôi xa tầm tay của mình là vật chất, tiền bạc, của cải, tâm tư, tình cảm mà chúng ta lại đau khổ nhiều, thì cái thưa quý vị, người đó rất là yếu. Như có sắc mà không có hương, có học nhưng không có thực nghiệm. Những người hiểu Phật Pháp, đây là một vốn kiến thức, đây là một cái liều thuốc mà dự phòng. Nó như là cái liều thuốc chống Covid vậy đó. Chúng ta không đến nỗi phải, nó có xâm nhập thì nó có phản ứng để nó ngăn trở. Thì cũng như vậy, nếu như chúng ta học Phật Pháp, chúng ta thực nghiệm Phật Pháp, khi cái phiền não nó sanh tới đó, thì chúng ta có cái liều thuốc để phòng hộ và điều trị nó, để không cho nó xâm nhập vào, đưa chúng ta đến cái đau khổ. Và đó chính là cái điều kiện đó, như là cái phiền não của chính mình, chúng ta phải biết kham nhẫn, chúng ta phải biết đối diện với cái ý nghịch lòng. Cái nghịch lòng đó, chúng ta biết, quý vị biết, quý vị bị người ta đàm phán, bị người ta nói xấu, bị người ta đặt điều đặt chuyện, bị người ta giật, bị người ta cướp, bị người ta như thế này thế nọ, điều này điều nọ. Thì nếu như chúng ta có một cái niệm Phật Pháp quán về cái nghiệp quả của mình, quán về cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, thế giới là vô thường, thế giới là vô sở hữu, ra đi bằng tất cả, đối diện với chính chúng ta, tại sao chúng ta phải đối diện cái đó? Vì cái đó cũng chính là do cái hiện hữu ở nước hồi này, chúng ta đã có dịch duyên với chính người đó, vân vân. Thì những cái đây chính là những cái liều thuốc, nếu như chúng ta không biết để chúng ta lấy ra thì chúng ta phiền não vô cùng. Một cái chuyện không nói có, đặt điều đặt chuyện có rồi nói không, đóng mạc cho chính chúng ta, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy chớ giới và khủng khiếp.
nhưng đều biết tu tập, biết tham nhẫn. Rồi chuyện gì cũng qua, có chuyện gì mà cũng qua. Cái chuyện tốt cũng qua, chuyện xấu cũng qua. Rồi tất cả con người, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nó có cái gì đó. Rồi nó cũng không có, cũng không làm gì cho ta phải gục ngã đâu. Nếu như chúng ta biết tỉnh thức, biết đối diện, biết đón nhận, thì mọi chuyện rất là bình thường. Bởi vì mình để mình phải nói cho người ta nghe cũng không cần, để người ta hiểu cũng không cần, tự mình hiểu mình, tự mình cảm thấy đúng. Chớ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay là không làm. Hãy tự nhìn lại mình cái điều đó mình đúng hay là mình sai là một điều rất quan trọng, rất rất quan trọng trong cuộc đời này. Nếu như chúng ta biết thọ trì một cái giới, chúng ta biết lắng nghe cái Phật pháp, chúng ta biết tôn trọng pháp, chúng ta biết thực hành pháp, biết thực nghiệm Phật pháp, biết hành pháp, thì điều này quá tốt đẹp, quá xa thú. Thì như chúng tôi đã nói, không phải chúng ta bỏ một cái thời gian xuyên suốt trong một tuần, trong một tháng, trong một năm, vài năm thời gian gì đó, mà những chuyện tu là những chuyện xung quanh của tất cả chúng ta đó. Bởi vì cái vui, cái buồn, cái vừa lòng, cái không vừa lòng, cái đẹp, cái tốt, cái xấu gì, nó đều là một hiện trạng tiếp nối gì dẫn dắt ta liên tục trong cuộc đời này. Chứ không có cái chuyện gì. Bởi vì cần lắm chúng ta phải có một cái sự tỉnh thức, cần lắm chúng ta phải có một cái sự hiểu biết thì chúng ta mới tu được. Là một người tu, chúng ta phải biết đối diện, chứ chúng ta không có phải than rên cầu khẩn xin xỏ gì để chúng ta được khỏe mạnh, để cho chúng ta được như thế này, được như thế kia. Mà chúng ta phải có một cái gì, có một cái tâm niệm nghĩ rằng mình học Phật pháp để làm gì quý vị? Để hiểu biết được lời dạy Phật, hiểu biết được con đường. Học Phật pháp để mới thông rành lý chánh lý tà. Học Phật pháp nó như là một cái con đường chỉ dẫn cho chúng ta đi đến, nó phải đi đúng như thế nào và phải đối phó nó ra sao khi những gì trái nghịch lọc, những gì trong cuộc đời này nó không có những ước mơ, nó không có những như sự suy tính, tất cả nó tùy duyên hợp, duyên tan, duyên đến, duyên đi, duyên xa, duyên gần. Những cái sự thành bại, vui buồn, được thua mất mát ở trong cuộc đời này rồi cũng được, cũng qua đi. Bởi vì cảm thọ mà nó sẽ vô thường, nó không như ý ta, sẽ tốt đẹp, sẽ vĩnh viễn mãi trong cuộc đời này đâu. Thì khi chúng ta hiểu, chúng ta cảm được những cái điều đó thì lành thay vô cùng. Bằng ngược lại, nếu như ta không hiểu, ta không biết thì hết sức là giới hạn, hết sức là hạn hữu, hết sức là phân kỳ, phân ly trong cuộc đời này. Cho nên vì vậy là một người đệ tử phải luôn luôn có một sự thực nghiệm từ trong lòng mình, chứ đừng có nghĩ rồi thôi, xong những chuyện gì đó. Cái điều này nó khó lắm. Cái này phải tập. Có nghĩa là phải đối diện, phải tập đối diện. Mà cái đó chính là một cái sự trải nghiệm,
nói đến khả năng công phu tu hành cũng là như thế đó. Mình làm sao mà mình sống nó cứ nhẹ nhàng hơn, nó bớt chấp thủ hơn, bớt sân sân. Nói như vậy mới gọi là đạo cao đức trọng chứ. Có nghĩa rằng, hay hoặc là chúng ta là một người tu, quý vị đối với con cháu của mình, nếu mà chúng ta không thực hiện thì nó cũng khiển trách chúng ta. Tức là sao? À, ba mẹ đi chùa nghe Phật pháp mà ba mẹ chưa gì hết cái sân, chưa gì hết cái giận hờn, sao lạ vậy? Nói câu đó là đúng hay là sai? Đúng đó chứ. Ủa, mình tu mới có chuyện chút xíu mà đùng đùng âm, có cần thiết phải như vậy không? Thì cái điều này phải do chúng ta tập không? Có giấc ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn mà. Thì tất cả chúng ta giấc ngã có, đau thương có, bị nhiều cái nghịch lầm có. Thì bây giờ những chuyện gì nó có tới thì chúng ta biết đón nhận một chút xíu rồi cũng đi qua. Không có một chuyện gì mà nó không đi qua. Người ta chửi mắng Đức Phật mà ngã đang rất sợ hãi đó. Thì Đức Phật đi, này A Nan, đi tới chỗ khác rồi người ta chửi nó sao? Người ta quyền rũ, người ta trách móc đủ thứ đủ điều, đi nữa không Như Lai ngồi tại đây. Sự kiện này không quá 7 ngày đâu, và quả thật 1-2 ngày là tắt. Thì ở cuộc đời chúng ta không tắt 1-2 ngày thì 1-2 tuần, 1-2 tuần không tắt thì 1-2 tháng cũng phải tắt, mà không 1-2 tháng thì 1-2 năm cũng phải tắt. Đó là sự thật. Nếu như ở trong cuộc đời này nó như thế, cái sự tu tập nó cũng phải biết, chúng ta biết chuyển hóa. Chúng ta trong cái quá lạc của kết quả đó, lời khéo nói đó, mà chúng ta được thọ trì đó, lời khéo dạy khéo dẫn, tức là diệu ngôn chánh pháp đó, những lời dạy đi dục đi ác bất thiện pháp đó, những lời dục là những lời dạy để chuyển mê khai ngộ đi khổ đắc lạc đó, thì chúng ta phải áp dụng chứ. Bằng cách kham nhẫn, bằng cách xem suy xét, bằng cách trí tuệ, thì đó chính là kết quả tu hành rất là lớn. Có cần thiết, không phải nói dễ mà làm dễ đâu, mà do chúng ta cố gắng, chúng ta thực hành. Rồi người ta thiếu sót với mình như thế này, người ta khiển trách mình thế kia, người ta nói xấu mình, người ta đặt điều đặt chuyện mình, thì đó chính là cái nghịch duyên của chính mình trong lúc đó. Đâu có cần thiết phải cầu, cần người ta hiểu. Trong cuộc đời này, mỗi người sanh vào đời, đến với bến cuộc đời này, trên chuyến xe luân hồi này, rồi từng mỗi người dừng từng ga luân hồi, và rồi chuyến xe đó, chuyến tàu đó vẫn tiếp tục ra đi. Và từng người lên xuống trên ga tàu của luân hồi, cũng như từng chúng ta ghé lại ở cõi người, ở cõi khổ, cõi trời, vân vân, rồi ra đi. Mang theo cái việc thiện, nghiệp lành, mang theo cái điều gì, cái sắc, cái hương của những gì mà hiện kiếp mình tạo đó, để làm đi theo trong cuộc đời luân hồi miên viễn này là như thế. Không phải nói như vậy, nó như là một ví dụ, như một chuyến tàu của luân hồi. Chúng tôi nhớ một cái bài thơ đó mà không biết cái đó của vị nào, của người nào đó. Đời là một đường sắt dài vô tận, ta kiếp ta nhân một chuyến tàu, dừng chân ghé lại ga vàng bọt nắng, rồi lại ra đi xa mãi xa. Cái con tàu á, còn có nơi dừng nghỉ, còn kiếp tha nhân thì mãi luân hồi.
đi từng đoạn đường tàu này đến đoàn tàu kia, đi từng con đường này đường nọ, đi qua từng bến sông này về bến bờ kia một cách liên tục liên tục. Đó là do chính cái tự hành của tất cả chúng ta trong hiện kiếp này cũng như ở kiếp nay sinh, để chúng ta tiếp tục viễn du viễn chinh trên con thuyền mà chính tự mình lèo lái đó, chứ không ai lèo lái cho mình cả. Là sự thật như vậy. Họp hội nơi đây rồi cũng ra đi, họp hội tụ nơi đây rồi phải rã tay. Từng người tiễn nhau. Hôm nay người ấy đi, ngày mai chúng tôi quý vị cũng sẽ ra đi. Thì như hiểu như vậy thì nó cũng là một phần của sắc của hương mà câu kinh Pháp Cú này đã dạy như thế. Và trên bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi xin có đôi điều trình bày cái ý nghĩa dư sự và tính nghĩa Pháp Cú kinh số 1 và số 52 phẩm hoa là như vậy. Như quý vị chỉ sẽ tất kính hương một tổng thể và nghĩa cho cũng giống như thầy gặp đứng nơi đây đúng kêu những lời kính dân Phật Thánh Đức Trời Đức Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, như là các vị chư thần chư thiên ở tại chỗ Đức Chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh giác linh chỉ linh, tất cả chúng sinh người tại chùa, người tại hai chùa, xin tất cả thọ nhận và nơi cảm giác cái sinh của mình, và cũng như hướng nguyện đến các bậc thầy tổ thân mật nguyện thủ của chúng tôi vì được an lạc được thánh hóa trong Phật pháp, và mong tất cả chúng ta được thành tựu nhiều duyên sự an lành ở trong tương lai. Và chúng tôi xin kết thúc cái thời gian trước này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Tam Bảo Đại Đức, nam mô Sa Di Đà Phật. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân thượng tọa. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbade vata sabbabuddha nirvāvena sadā sati bhavantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, thượng tọa Tuệ Quyền, đại đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta tham ma ra đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thế ra cha map cha na wa ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sappana Buddha Sukhita Pawantu Te Chala Buddha Yepi Chanda Sampawa Samseda Chata Atravo Papatika Niyani Kangthamma Varang Patit Chate Sapte Pidukhatsa Karontu Sankhayan Thatu Chirang Satang Thammo Thamma thara cha bút ca la sang phô hô tu sa mắc vô quá
akhaya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sắc tham mô sắp bề pi tham ma cha ri no u thêm sam pa hu ni ya ma tham ma ri ya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính.